Các bạn đang muốn có thật là nhiều Quân Huy để thoải mái tiêu xài, truy cập ngay vào shop quânhuy360.com. Khi chúng ta đăng ký tài khoản mới này sẽ nhận được Quân Huy hoàn toàn miễn phí nhé. Ui, mình nhận được 417 Quân Huy này, rất là ngon luôn. Chưa gì chúng ta đã có Quân Huy hoàn toàn miễn phí rồi đúng không bạn? Ở đây thì nếu mà các bạn chúng ta chơi những vòng quay sẽ nhận được rất là nhiều Quân Huy để chúng ta thoải mái rút về nick nhá. Đường link ở shop thì mình sẽ để phía bên dưới để các bạn chúng ta vui chơi nhận thật là nhiều quà nhá. Hi, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới này thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn cách chúng ta chơi sự kiện này, nhận full quà cực kỳ ngon luôn nhé. Và đầu clip thì cũng có mini game dành tặng những cái phần quà nhỏ ấy tới những bạn là người xem trên kênh của mình. Mình có 3 thẻ Garena, mình để ngọn nhớ trong clip, phần quà dành cho những bạn là người xem mới. Đó, ok, nên là các bạn nhớ là xem kỹ để chúng ta nhận quà nhá. Trong mỗi clip mới thì mình đều để ngẫu nhiên cả. Còn những bạn nào mà thích nhận được quà ấy, những bạn nếu mà trúng thì mình sẽ công bố ở trên fanpage. Tên fanpage thì sẽ giống tên kênh của mình nhá. Không là nhiều bạn thì chúng ta kiểu như là không biết tên fanpage là gì ấy, tên fanpage giống lên kênh luôn. Đó, mình sẽ thông báo ở trên đó. Các bạn tham gia mini game chỉ cần đó chính là like, đăng ký kênh này, bật chuông ủng hộ cho mình. Cảm ơn tất cả bạn kèm theo bình luận một con số bất kỳ từ số 0 đến số 200, ví dụ như là số 60 kèm theo tên nick là được thôi các bạn nhá, để cho mình lựa chọn đó. Rồi, và đầu tiên thì chúng ta cùng đến một cái sự kiện rất là mới và các bạn rất là thích nhận quà bao la luôn, nghĩa là sự kiện song ca dinh quá bạn nhá. Quà đặc biệt chúng ta lên tới bậc 2S liền, tu lên tân thần thiên hà này, rồi là trang phục của Liliana, Nguyệt Mị Ly, John Thế Tử Nguyệt Tộc. Đấy, bạn rất là thích đúng không? Chúng ta truy cập vào ngay luôn bạn nhá. Và mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn cách để cho chúng ta chơi. Và thông báo đầu tiên này, chọn trang phục mà bạn thích nhất, nghĩa là chúng ta sẽ chọn trang phục thích nhất ở trong đây nhá. Và bạn sẽ nhận được sau khi thanh âm lượng đạt mức tối đa luôn bạn nhá. Thì ở đây này, các bạn chúng ta có thể tạo mới. Nếu mà các bạn không thích skin thì chúng ta có thể nhận tới 40 giấy vẻ bùa tuyệt sắc. Ui, tuyệt vời, quá là ngon luôn. Các bạn có thể tạo mới này, thì nói chung là các bạn không thích phần quà này thì bạn có thể tạo mới, thì nó sẽ sang cái phần quà kiểu khác nhá. Đây gọi ao xôi chiến binh bóng tối này, nói chung là mình thích ấy, theo mình ấy chắc là mình sẽ chọn 40 giấy vẻ bùa tuyệt sắc đi các bạn. Tại vì giờ nếu mà các bạn tạo mới, các bạn sẽ mất 2000 vàng. Ok, và ở trong đây thì mình thấy là không thích cái phần quà nào ngon hơn cái phần quà skin dễ bùa thể sắc rồi. Tại vì mấy cái skin kia mình có rồi ấy, nên là mình sẽ chọn cái này luôn nhá. Quay lại này, đây mình tiếp theo luôn nhá. Ok, và đây là giao diện của sự kiện song ca dinh quà. Đầu tiên nhá, các bạn sẽ có một cái điểm của bạn này. Đây, sau khi mà các bạn đạt được từng cột mốc ấy, chúng ta sẽ có skin bậc A này. Bạn chưa đủ điều kiện. Nói chung ở đây mình thấy có hai mốc chúng ta nhận skin bậc A, nghĩa là có hai skin bậc A liền. Và đến cái mốc 170 điểm các bạn có skin bậc S cộng này, rồi là đến bậc 300 điểm các bạn sẽ có skin S cộng hiểu hạn nhé. Uầy, thơm thế, một cái skin mà free tới sự kiện mà chúng ta free tới 4 skin, thơm thế nhở. Ok, và khi mà các bạn đạt được 800 điểm thì các bạn sẽ được nhận được đó chính là 40 giấy vẻ bùa tuyệt sắc nhá. Ok, và đầu tiên này các bạn, ở đây mình đang có một cái lượt hát ấy, đó một cái lượt hát, và các bạn sẽ lượt hát còn lại này các bạn có thể song cao solo nhé. Rồi tiếp theo mình có vào bằng trang web ấy cho bạn dễ nhìn hơn, tại vì vào bên cái kia nhìn nó nhỏ lắm các bạn. Ở đây thì mình vẫn phần quà nick này thì nó có vẻ ngon hơn, có John Thế Tử Nguyệt Tộc này, giấy vẻ bùa tuyệt sắc này, mình sẽ chọn John cho nick này các bạn nhé, John Thế Tử Nguyệt Tộc. Ok, và ở đây các bạn cũng lưu ý này là mình có vài cái nhiệm vụ hàng ngày. Đầu tiên nếu mà các bạn muốn những cái lượt hát hoặc lượt giúp ấy thì các bạn sẽ hoàn thành cái phần nhiệm vụ ở góc phải màn hình như này. Đây mình nói chung là zoom cái này thì nó to hơn, các bạn dễ nhìn hơn. Đó, vào game mỗi ngày này, chơi một trận mỗi ngày thì bạn sẽ một lượt hát, còn vào game thì chúng ta sẽ được một lượt hát kèm theo một lượt giúp các bạn nhá. Đây các bạn chờ xíu để mình vào game cho bạn này nhá. Tiếp theo thì mình có nhận cái lượt song ca và lượt giúp rồi. Ok, thì các bạn nhớ này, ở đây nhá, các bạn có thể giúp hoặc các bạn cũng có thể giúp cho người ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chơi solo này, chọn nhân vật đi, mình sẽ chọn nhân vật nam nhá. Ui, cái nhạc nó căng thẳng các bạn. Mình đang làm video ấy nên là không bật được cái nhạc này lên, các bạn thông cảm nhá. Ở đây thì mình đã nhận được 4 điểm
4 điểm âm lượng các bạn nhá. 12 giờ sau mình mới solo tiếp được. Và nếu mà các bạn chúng ta muốn song ca này, đây, song ca ở trong đây thì các bạn sẽ có một cái mã đây nhá, có một cái mã mời này. Thì các bạn sẽ gửi mã mời này cho những cái nick khác. Thì sau khi mà nick khác chúng ta nhập kiểu nhá, những cái bạn nick khác nhá, thì chúng ta sẽ qua phần giúp này, chúng ta nhập cái mã lời mời song ca của bạn vào trong đây là sẽ được nhá. Các bạn lưu ý này, việc nhập mã không làm mất lượt giúp của bạn. Tuy nhiên, những người mà bạn đã nhập mã sẽ có thể dùng, sẽ có thể sử dụng lượt giúp mà bạn kiếm được nhá. Ok. Và các bạn đọc ở đây này, số người chơi bạn có thể được thêm vào danh sách bạn bè là 100/100 nhá. Lịch sử nhập mã thì mình chưa thấy ai cả. Đó. Nói chung là bạn nào nếu mà đang xem thì nhập cái mã song ca vào, hoặc là có thể bình luận cái mã song ca xuống phía dưới để người khác có thể song ca cùng, à quên, người khác nhập cái mã của các bạn vào nhá. Ok chưa? Và tiếp theo thì mình cũng có một số lưu ý dành tới cho tất cả bạn nhá. Nhiều bạn hỏi là anh ơi, cái vòng quay này thì chúng ta quay kiểu gì? Thì các bạn nhớ nhá, và kiếm cái lượt quay để chúng ta quay kiểu gì. Tại vì trong cái vòng quay này chúng ta có rất là nhiều phần quà cực kỳ ngon, như là Fro, giám sát tinh hệ này, Violet mèo siêu cậy quậy này, Triệu Vân đoạt mệnh thương đó, ba skin này cực kỳ hot đúng không bạn, hoặc là full skin của vòng quay. Ok, thì các bạn nhớ nhá, là sau khi mỗi lượt hát ấy, nếu mà các bạn nhận được cái lượt quay thì các bạn sẽ có lượt quay ở trong đây các bạn nhá. Còn nếu mà các bạn chơi xong không có lượt hát thì các bạn không nhận được lượt quay thì bạn sẽ không quay được trong đây đâu. Ok, lúc này thì mình có đây cái lịch sử này. Mình có song ca cùng Bích Phương, mình được có 4 điểm thôi các bạn. Đó, 4 điểm. Ôi, lâu thế nhở. 6 điểm thì các bạn sẽ nhận được một cái vòng quay này. Đây các bạn thấy không? 6 điểm thì sẽ có một cái vòng quay. Và vòng quay đó ấy, các bạn sẽ dùng để các bạn quay ở trong đây nhá. Quay vòng quay này, chúng ta... Nếu mà hên thì chúng ta sẽ nhận được quà thôi. Còn không hên thì sẽ không nhận được đâu. Ok chưa? Rồi, và xong đây nhiệm vụ đặc biệt thì các bạn xem MV sẽ cộng một lượt hát, cộng một lượt giúp này, nhập mã lời mời lần, nhập mã lần đầu thì bạn cũng nhận một lượt hát cộng một lượt giúp luôn nhá. Thì rất là nhiều bạn nhập mã lời mời ấy thì bạn cũng lưu ý cái phần này này. Đây, mình cho bạn xem là khi mà người khác song ca cùng bạn ấy thì lượt giúp kiếm được nhá, từ nhiệm vụ sẽ tự động được sử dụng, nghĩa là người ta sẽ sử dụng cái lượt giúp của chúng ta đấy. Do đó hãy cân nhắc khi nhập mã của người khác các bạn nhá. Đó, hãy cân nhắc là như thế. Và bạn chỉ có thể chọn một món quà từ túi đồ thôi. Nghĩa là khi mà các bạn nhận skin hữu hạn các kiểu này về phần trong túi đồ, các bạn chỉ có thể nhận được một phần quà từ túi đồ này thôi. Hãy tiếp tục để có thể tăng thêm quà vào túi đồ trước khi chọn các bạn nhá. Ui, nghĩa là chúng ta chỉ chọn được một phần quà thôi các bạn à. Đó, nên là các bạn cũng lưu ý nhá. Còn bạn nào thích nhập mã thì nhập mã vào. Đó là cách chơi full sự kiện song ca dinh quá bạn nhá. Nói chung là chúng ta cứ chơi ngồi, chúng ta cày full làm sao cho đủ 800 điểm để chúng ta hốt phần quà John Thế Tử Nguyệt Tộc, hoặc là chúng ta có lượt quay này, chắc là chúng ta sẽ có hai lượt quay ở trong đây bạn nhá. Và không biết là nếu mà các bạn hên thì bạn chơi xong thì bạn cũng có thể nhận được cái vòng quay, thì bạn sẽ chơi vòng quay may mắn này cho nên nhận được rất là nhiều skin cực kỳ ngon đấy các bạn nhá. Nói chung là theo mình thấy là chơi như thế này thì nó khá là ok rồi, được không bạn? Rồi thì video của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Bạn nào đang xem thì đừng quên là cho mình xin nút like, nút đăng ký kênh nhá. Hướng dẫn sự kiện chi tiết như thế mà không ủng hộ là hơi bị bồn đó nhá. Rồi, và chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau nhá.